Xin chào cô chú anh chị nha, hiện tại thì mang lên xe cái con bò cái tơ khú này về cho anh ở cầu Bến Súc Bình Dương nha chú anh chị Ở con bò này thì hồi trưa em đăng với bò mẹ con ha Đó anh chị muốn mua bò mẹ con thì cứ liên hệ cho em ha Còn con bò này thì lên xe em giao về cho anh ở cầu Bến Súc Bình Dương nha chú anh chị Anh chị mua bò thì cứ liên hệ trực tiếp ngay xuống gọi cho em ha Cập nhật giá bò thì cứ đăng ký kênh và bật ngay thông báo chuông kênh của em nha chú anh chị Còn bây giờ em chào cô chú anh chị nha, em lên xe em giao nha